Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Lời khai của hướng dẫn viên nhóm người Việt bị đầu độc tiết lộ thêm tình tiết mới. Trong một diễn biến mới về vụ nhóm người Việt bị đầu độc tại Thái Lan, cảnh sát đồn Lumphini đã tiến hành thẩm vấn Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, hướng dẫn viên cho nhóm người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok. Phan Ngọc Vũ khai rằng anh quen biết một trong số các nạn nhân và từng gặp họ vào năm ngoái. Theo nguồn tin từ Bangkok Post, Vũ cho biết anh đã nhận yêu cầu từ Nguyễn Thị Phương Lan, một trong 6 người đã tử vong, mua thuốc trị giá khoảng 11.000 bạc, tương đương với 7,75 triệu đồng, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7. Loại thuốc này là Snake Brand No. 7, một loại thuốc phổ biến với người Việt Nam, được bán tại các cửa hàng ở khu vực Lat Prabang, Bangkok. Hướng dẫn viên này cũng nói với cảnh sát rằng anh đã liên lạc với một người tên Tiger để giao thuốc tới khách sạn cho Lan. Hiện các điều tra viên đang xem xét video từ CCTV để xác định người đàn ông này. Ngoài ra, các điều tra viên biết rằng chồng bà Lan là một doanh nhân đã gọi điện cho Vũ yêu cầu anh đổi tiền cho chị vợ, người trở về Việt Nam ngày 10 tháng 7. Vũ đã đổi 70 triệu đồng lấy khoảng 90.000 bạc và mang số tiền này đến cho chị gái của bà Lan, người được nhìn thấy đi cùng với Đặng Hùng Vân, một trong 6 người đã tử vong. Sau khi nhận tiền, chị gái bà Lan đã trở về Đà Nẵng. Thiếu tướng cảnh sát Nopasin Punsavat cũng cho biết các sĩ quan đang điều tra nguồn gốc chất cyanua, liệu nó được tuồn lậu vào Thái Lan hay mua tại địa phương. Ngày 16 tháng 7, 6 người bao gồm 4 người Việt và 2 người Mỹ gốc Việt được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn tại Bangkok. Ban đầu, nghi phạm được xác định là Serin Chong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt, cũng nằm trong số 6 người chết. Chong bị nghi ngờ đã sử dụng cyanua tẩm vào trà để đầu độc 5 người đồng hương trong cuộc gặp tại khách sạn sang trọng ở Bangkok nhằm giải quyết tranh chấp đầu tư. Chong đã mời 5 người này đầu tư vào các dự án xây dựng, trong đó có một cặp đôi đầu tư số tiền tương đương 10 triệu bạc, khoảng 7 tỷ đồng, vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi dự án không tiến triển, cặp đôi này đã kiện ra tòa. 6 người lên lịch gặp nhau tại tòa sau 2 tuần, nhưng Chong đã mời họ đến khách sạn để thương lượng thêm. Ban đầu họ dự định gặp nhau ở Nhật Bản, nhưng vì vấn đề thị thực, họ chuyển sang Bangkok. Các nạn nhân bao gồm Đặng Hùng Vân, 55 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi, Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi và một cặp đôi Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cyanua là nguyên nhân gây tử vong. Tiết lộ thời gian công bố kết quả khám nghiệm tử thi, vụ nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. Người đứng đầu bộ phận pháp y của cảnh sát Thái Lan cho biết dấu vết cyanua đã được phát hiện trong cốc của 6 người Việt tử vong tại khách sạn sang trọng Grand Hyatt Eravan ở trung tâm Bangkok. Cảnh sát cho biết không có ai khác vào phòng của nhóm người này trước khi họ được tìm thấy đã chết vào ngày hôm qua. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy họ còn sống là khi thức ăn được mang đến phòng vào chiều thứ hai. Trung tướng Tyrone Pipan, trưởng bộ phận pháp y của lực lượng cảnh sát Thái Lan cho biết dấu vết cyanua được tìm thấy trong các cốc và phích nước tại hiện trường. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi chính thức dự kiến sẽ có vào ngày 19 tháng 7. Trung tướng Thiti Sangsawang, cảnh sát trưởng Bangkok xác định các nạn nhân gồm 2 người Mỹ gốc Việt và 4 người Việt Nam, bao gồm 3 nam và 3 nữ. Thiếu tướng Novasip cho biết nghi phạm Serin Chong trước đó đã mời 5 người kia đầu tư vào các dự án xây dựng, trong đó có một cặp vợ chồng đầu tư số tiền tương đương 10 triệu bạc, khoảng 278.000 đô la vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi dự án không tiến triển, họ đã khởi kiện và dự định ra tòa trong 2 tuần tới. Chong đã mời họ đến Bangkok để đàm phán lại sau khi kế hoạch gặp nhau ở Nhật Bản bị hủy do vấn đề thị thực. Nhóm người này đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau và ở các phòng khác nhau trong khách sạn 5 sao. Sau khi 5 người Việt trả phòng vào trưa 15 tháng 7, bà Chong đã mời họ quay lại phòng 502 để tiếp tục đàm phán và đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người. Thủ tướng Thái Lan Retha Thavisin cho biết Đại sứ quán Việt Nam và Mỹ đã được thông báo về vụ việc và FBI cũng đã tham gia điều tra.
vụ nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan, nghi phạm hạ độc trong bình trà. Các nạn nhân đã được phát hiện tử vong tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok, Thái Lan. Ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân do tranh chấp tài chính dẫn đến việc hạ độc. Cuộc điều tra từ phía cảnh sát cho thấy bi kịch bắt nguồn từ mâu thuẫn nợ nần, khi một trong số các nạn nhân đã đầu độc 5 người khác. Danh tính của kẻ thủ ác được xác định là bà John Serin, 56 tuổi, mang quốc tịch Mỹ. Bà John Serin được cho là có mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân. Vụ việc xảy ra tại phòng 502 của khách sạn Grand Hyatt Eravan, nơi bà cùng 5 người khác đang lưu trú. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà John Serin đã sử dụng một loại chất độc cực mạnh tương tự như cyanua để đầu độc các nạn nhân. Chất độc này được phát hiện trong ly nước và bình trà trong phòng. Các nạn nhân được phát hiện vào tối 16 tháng 7, sau khi một người thân không liên lạc được với họ đã đến khách sạn tìm kiếm. Vụ việc đang được cảnh sát Thái Lan phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để điều tra làm rõ. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đang tích cực hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý và đưa thi thể nạn nhân về nước. Trong một thông báo vào đầu ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Retta Thavisin xác nhận sự tham gia của các chuyên viên FBI tới Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, đặc biệt với trường hợp của hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Ông Retta cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tại khách sạn Grand Hyatt Eravan vào tối 16 tháng 7 để thảo luận về sự việc và hỗ trợ quá trình điều tra nhằm làm rõ sự việc này. Bộ Công an phối hợp điều tra vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan. Liên quan đến vụ 4 du khách Việt tử vong ở Bangkok, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan. Trong công điện số 69, Thủ tướng nêu rõ vào ngày 16 tháng 7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, quận Pathumwan, Bangkok, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, gồm 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi ngờ do bị nhiễm độc. Hiện các cơ quan chức năng Thái Lan cũng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Thái Lan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao được chỉ đạo chủ động xử lý và kiến nghị các vấn đề đối ngoại với Thái Lan, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ khách quan về vụ việc cho báo chí và dư luận. Bộ Công an cần phối hợp điều tra làm rõ vụ việc theo đề nghị của Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân, Thủ tướng yêu cầu trong công điện. Thủ tướng giao Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan chỉ đạo Đại sứ quán theo dõi sát vụ việc và kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, đồng thời Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cũng phải triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong các thủ tục liên quan đến hậu sự. Ngày 17 tháng 7, tờ Matichon dẫn thông báo của cảnh sát Bangkok cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường tại khách sạn Grand Hyatt Erawan và phỏng vấn con gái của một trong các nạn nhân, cảnh sát kết luận rằng cả 6 người đã bị đầu độc. Cảnh sát Bangkok xác định nghi phạm là bà Serin Chong, 56 tuổi người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Chong đã nhập cảnh vào Thái Lan 5 lần, lần gần nhất là vào ngày 5 tháng 7 và cũng là một trong 6 người chết trong phòng khách sạn. Kết quả kiểm tra lối ra vào phòng khách sạn cho thấy họ không có người ngoài nhóm liên quan. Con gái của một nạn nhân cho biết vụ việc có thể liên quan đến một mâu thuẫn nợ nần giữa bà Chong và một trong các nạn nhân. Theo tờ Khaosod, một nhân viên khách sạn tiếp xúc với bà Chong trước khi vụ việc này xảy ra cho biết bà Chong đã ở trong phòng một mình khi đồ ăn và nước uống được mang đến. Bà tỏ ra căng thẳng và ít nói. Khi nhân viên khách sạn đề nghị pha trà và cà phê, bà Chong từ chối và nói sẽ tự làm. Từ lời khai của các nhân chứng và hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát Bangkok nhận định bà Chong là nghi phạm chính. Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cho biết đã định vị được người Việt Nam thứ 7 liên quan đến vụ việc. Người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan và trở về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!